Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với tin tức 24 giờ TV và hãy cùng với chúng mình cập nhật thông tin mới nhất có trong ngày hôm nay. Trấn Thành tiết lộ bà chủ tài khoản tung tin anh sử dụng chất cấm đã chủ động liên hệ. Sau khi truy lùng danh tính bà chủ tài khoản Facebook đăng thông tin sai lệch, mới đây Trấn Thành đã tiết lộ về sự việc cũng như thẳng tay trừng trị những người này. Hai ngày qua, thông tin Trấn Thành cùng bài lóc với bạn thân anh Đức đã làm dậy sóng dư luận. Sau khi thông tin vừa được đăng tải, phía Trấn Thành lập tức lên tiếng tỏ ra tức giận, nhờ pháp luật can thiệp trước hành vi vu khống ảnh hưởng danh dự của mình. Thậm chí Trấn Thành tuyên bố tặng 5 triệu cho ai cung cấp thông tin những người đăng tải thông tin vu khống mình. Ai cung cấp địa chỉ thông tin chính xác của hai nhân vật vu khống tôi xin gửi tặng bạn ấy 5 triệu đồng. Tài khoản mang tên Lê Thị Mỹ Hồng và Justin Nam. Xin khán giả và cộng đồng mạng chung tay với Trấn Thành để trừng trị những kẻ xấu chuyên mượn mạng xã hội bôi nhọ danh dự người khác. Tôi sẽ mời luật sư và công an để làm việc với nhân vật này. Bạn sẽ phải đối diện với pháp luật về hành động vô ý thức này. Sau sự việc, cũng rất nhiều nghệ sĩ đã lên tiếng bênh vực nam MC như Trịnh Thanh Bình, Trang Trần, Nguyễn Hồng Thuận. Nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận khẳng định, uống bia xin nó còn không uống mấy gái ơi, đồn ai không đồn, đi đồn cái đứa mê ăn hàng nhất showbiz. Thánh chửi Trang Trần lên tiếng kêu gọi những kẻ tung tin đồn, để cho Trấn Thành tao yên, ngủ còn không ngủ đủ giấc, quay ngày đêm chắc rảnh. Ngày 31 tháng 5, Trấn Thành chia sẻ trên tài khoản fanpage của mình cho biết ba chủ nhân của tài khoản trước đó đăng tải thông tin bôi nhọ làm ảnh hưởng hình ảnh nhân phẩm của anh đã chủ động liên lạc với phía quản lý của nam MC. Cụ thể Trấn Thành cho biết, em tìm ra rồi nhé, cả ba đã chủ động liên hệ với quản lý của em rồi. Em quay hình nguyên ngày hôm nay nên ngày mai em sẽ xử lý vụ này triệt để. Thấy tôi hiền rồi làm tới hen, lần này phải làm một lần cho ra ngô ra khoai. Em cảm ơn bạn bè đồng nghiệp khán giả gần xa hôm qua tới giờ hỏi thăm, ủng hộ em rất nhiều. Qua những sự cố thế này mới cảm nhận hạnh phúc khi có quá nhiều người thương yêu mình. Em cảm ơn cả nhà rất nhiều, thực sự hạnh phúc khi mọi người đều tin ủng hộ em. Chấn xin yêu cả nhà. Chúng mình là tin tức 24 giờ TV. Đừng quên ấn like, share và subscribe kênh của chúng mình để luôn luôn cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé.